Hello, bạn, xin chào mọi người. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp theo thử thách cho mọi người. Và hôm nay là thử thách những gì? Một lát nữa mọi người sẽ biết. Và bắt đầu bây giờ mình theo chương trình. Mọi người hành trình của mình nha. Mình đang ở ngã 6 cho mọi người. Đây là một thử thách điểm phim tiếp tục nha mọi người. Trời đẹp kế sinh phục. Cái này là ngã 6 rồi. Hello. Bảy giờ. Nó hai kìa. Ừ. Nó hai gì nè, nó lơi, nó lơi. Để gì? Lộn, đâu có qua kia. Em lên câu cá này. Bây giờ cũng viên, cũng viên bạch đằng nhau. Đang một con dữ chén nha mọi người. Vui. Trời ơi. Trời ơi, ngồi cái trời đứa gái không được có nhà ơi. Trời ơi. Có điện á. Đây là câu cá gì á. Nhóc kìa. Khu dân cư như mọi người mà mình biết tên. Có bạn ở Bình Dương biết khu dân cư này không? Cái quán chà bá lửa từ nhớ hè khu dân cư đâu? Đó hả? Đó, khu dân cư thì đó vậy. Khu dân cư vô danh. Dân cư vô danh nha mọi người. Đúng rồi. Quá đẹp. Anh em mình khu dân cư chính nghĩa đó. Ở 3 cái mét đó. Nếu mà đủ lượt gì lượt gì. Bao nhiêu tiền nhớ hả? Mấy của mình ăn ấy. Rồi tiền nhớ đâu? Ông quay anh kia quay ra đây. Em kiếm ra đây. Bán cho ta 4 tuần. Đồ nó trộn lắm. Chú ăn. A few moments later. Cài chút xíu thôi.
con mì đi. Thôi bánh bánh nuôi. Bánh canh đi, bánh canh đi. Em mì. Giờ là mày ăn từ màu lâu, giờ bà ăn không từ từ, giờ là cô thử thách là ăn nhanh nhất nha. Đúng chưa? Hâu okay. Chay cho má. Bây giờ mình bắt đầu thử thách cho mọi người, mình tới chỗ đi nha mọi người. Bây giờ hai bạn này sẽ thử thách là ai ăn xong trước là sẽ được 50 ngàn. Ok. Ok la. Hy vọng phần YouTube phía sau phải ủng hộ mình, kênh mình phát triển nha. Like và share đi mọi người. Đấy, share cho mình đón xem tiếp theo. Muốn thử thách con nào đó hay là thử thách cái gì đó thì các bạn comment xuống bên dưới. Rồi mình sẽ thực hiện các bạn. Bây giờ tụi mình đang đậu lại đường nha mọi người. À, phía kia kìa, có hủ tiếu kìa, mì sợi giòn nữa kìa. Chuyện nào kia bắt đầu nha. Rồi các bạn ơi, bây giờ là hủ tiếu mì của hai bạn đã nằm trên bàn nha mọi người. Bây giờ các bạn sẽ nêm gia vị và chuẩn bị chiến đấu nhau. Chiến đấu mọi người. Ai ăn xong trước sẽ nhận 50 ngàn, nhưng mà tính thời gian nha, chút anh ăn nhanh hơn anh sẽ lấy 50 ngàn nha, nói trước đó nha, chưa dễ không vào nha. Nhớ đăng ký và subscribe nha mọi người. Từ từ nấu cho con. Chết con rồi, để đây chứ nguội không ngon. Để thử khách tôi nói là vậy, chú đổ nước lèo vô, chú để ra ấy lại. Để nóng không thả. Để lại. Chưa nha. Gấp gì vậy, nếm gia vị rồi xong hết này, quất tỏi ớt đồ vô. Chưa nghe cái này trộn nha. Đây là tỏi chua nha mọi người, hấp dẫn lắm mọi người. Đấy. Quán hủ tiếu mì này nằm ngay đường cho khu Cánh Nghĩa nha mọi người. Đối diện cơm tấm số 5. Số mấy hết Trần Đức ta đường này đường. 196 hết Trần Đức đúng không chú? 196 hết Trần Đức nha mọi người. Lấy thế kìa. Hai thứ nhận 50 ngàn đây. Đúng kìa. Trọng chưa? Trọng đều chưa? Trọng đều rồi. Mày ớt mày. Chữ gì sao? Ủa ngộ hé ớt. Hết nước, hết rau. Chừa xương lại nha. Nuốt xương. Rồi vô chưa? Khoan. Rồi. 1, 2, 3. Bắt đầu. Ok. Nóng nhiều. Bữa nào thiếu bằng vàng thấy không? Ừ. Đúng rồi. Ngon nha. Ngon rồi bạn. Mấy này ăn không bao giờ nêu cảm giác cái tô hủ tiếu mì ngon hay dở. Ngon. Ngon không? Cái chuyện nước đó. Vừa ngon mà. Vừa miệng mình. Ngon. Nước nó không đậm đà. Đó. Má. 1 phút 15 giây nha mọi người. Này nêm cái cay vô nè. Mới bỏ nãy là ớt bột cái gì ta? Không biết, hay kêu. Một phút 55 giây. Mình sẽ có chương trình là ăn sập Bình Dương nha. Cái video series của mình là ăn sập Bình Dương nha mọi người. À. Quán ăn lề đường, sập Bình Dương quán ăn lề đường.
hai bạn này ra ghe rất là tích cực, ngon lắm bà. Cái nước lẹo đó là ngon, mình nó chỉ toàn cái phải nóng nóng quá. Hai quốc hai lâm đây rồi, những cái này phải ăn phải bóc tay. Ai quên nhất ngày tới chúc ha. Cái chào chú. Dạ, cái chào anh ta chào. Nhất xe tới chúc cho anh ta chào. Cây rồng có mất đỡ hả? Rồi xong đã chưa bạn, chúc đăng ký mày. Chào mày. Ký hả? Chú bán ghẻ cho con quá à? Hả? Chú bán ghẻ cho con. Đâu có, chú nấu đồng đều mà. Mốt một cái vụ để mấy căng cho chú căng này hoàng. Đã đúng hơn à. Ờ. Con chỗ heo cho dai luôn các bạn. Ai nghe xong để lên cái điện thoại đó, nó ngon lắm. Hai bạn đang thi đấu rất là nhiệt tình nha mọi người, chưa biết kết quả luôn. 3 phút 40. Làm gì à, má tao đói bụng như tao đói bụng như quỷ luôn, tao bấm mới quay cho mày quay ăn nè. Cuộc đời bất hạnh nên cũng long không giật hẳn. Rồi, con sách đã hết một giờ heo đầu tiên. Con sách đây còn nước nha, con gái nha, hết nước nha, hết nước mới được nha. Hôm nay mình chơi mình bưng nguyên tôm húp luôn các bạn. Đây bình thường, đây có cắm kỵ đâu. Sợ nóng thôi. Chú múc cho con ơi chú. Rồi chung kết bán kết nè, la hết. Bạn Vũ đã chiến thắng. Nhanh đi bạn Vũ, lắm giờ bạn Vũ. Rồi hết nha mọi người, bạn Vũ đã hoàn thành cuộc thi với là 6 phút. Tại mẹ đang đói mà ăn gì đó. 37 giây, thầy chị đã cho nhìn đói mà. 6 phút 37 giây nha mọi người. Đó, 3 phút mà. Rồi bạn Sách chấp nhận thua cuộc nha. Giờ tới tao mày, giờ tới mình nha mọi người. Tao niêm xong mới bắt đầu nha. 6 phút 37 giây nghe chưa. Giờ tới mình nha mọi người. Mình phải niêm cho vậy thì vô mình mới dứt được. Không này cái mic nó lớn rồi chú. Phải ớt ớt nhiều lời cay này kinh nghiệm nè. Đặc biệt lắm các bạn ơi. Trời ơi tội. 6 phút 37 giây nghe chưa? Rồi đó, ba từ từ đặt lại nè. Ơi đã ngon. Nghe đồn cay lắm. Cái là ớt. Giờ mình trộn đều nha các bạn. Thôi, nè bắt đầu này nha, bấm cho bắt đầu nè. Rồi. Bây giờ tới mình nha các bạn. Mới nóng cay dữ ta. Chắc bà nội dính cửa cay à.
nước lèo ngọt hanh rất là ngon mọi người. Xương nhã nha. Đúng luôn. Cày quá, cày quá. Anh để đỏ, em để đỏ chén. Dạ. Tao nhìn tới từ chiều ghi xong lẹ. Sắp mở không được. Mới giòn, ngon. Để mang xương mọi người. Dân 4054 vậy. Không có ăn nghe dở càng nhanh dữ nữa đó. Mở đỡ tốn 50.000. 4 phút 50 mấy giây. Quay cái đồ của chú ơi. Quay cái đổ nước lèo của chú kìa. Quay quay. Đây là thịt xây. Giờ sáng các bạn. Đây, giò heo này các bạn. Đây, bốc khối luôn các bạn, nóng dữ lắm nha. Đây, chú này đây là chú này bán nè. Chú tên gì? Chú tên gì chú? Chú tên Vũ. Đây là đường nào chú? Đường mà khách mượn đấy, bán ngay 3 tháng à. Rồi, mượn chú. Thôi, khách quá trời khách luôn nha không? Các bạn ở nhà tuyệt vời. Hello mọi người nha. Hôm nay một cuộc khách rất là vui mọi người, nhưng mọi người chiến thắng chính là mình. Bye bye. Đây là người thua cuộc. Và bây giờ tôi gửi tiền cho chú heo. Và chú 65 ngàn luôn nha. Rồi, cảm ơn. Chú mua bài bán đắt nha. Rồi, ok, tôi còn đi nha. Thank you.
Bây giờ mình đang có ở ngã 6 để uống sữa nha mọi người. Vừa ăn xong rồi đi uống sữa, làm như tiên vậy đó, sướng không? Hello mọi người. Hello mọi người. Bây giờ mình sẽ tiếp theo một nước nha. Uống nước thử khách đâu? Thôi, thử khách rồi. Nước thử khách là mới dễ đó. Đây là ngã 6 mọi người. Phía bên kia chính là chùa Bà Bình Dương. Ăn cá nhân chiên không? Giờ hết ăn nổi luôn rồi. Đây chính là chùa Bà Bình Dương mọi người. Bình Dương về đêm. Đây là khu tập thể dục về đêm mà rất là vui vẻ mọi người. Có gái mọi người, nghe sợ rồi. Chào mọi người nha, video của bọn mình bữa nay cũng xin kết thúc nha. Xin hẹn gặp lại video kế tiếp nha. Mọi người yêu mến kênh nhớ đăng ký, like, subscribe ủng hộ bọn mình nha. Bọn mình sẽ có một những cuộc hành trình thú vị hơn nha mọi người. Bye tạm biệt mọi người nha. Bây giờ xin điện gì? Đẹp quá sao?